Tiếp tục series chuyện những con chim. Sáng nay đã dặn rồi nhưng mà chiều tiếp tục mang thêm nữa. Và giờ không phải là một bạn mang chim mà ba cậu đều mang chim đi học. Nào, yêu cầu bạn Hoàn, bạn Quân, bạn Mấn đặt chim lên bàn. Đặt hết chim lên bàn. Đấy, đã dặn rồi là chim thì phải để ở nhà, mà chim thì mang đi lớp. Ôi, nó bay mất rồi. Đưa chim, Giang đưa ngay chim cho Hoàn. Trả chim cho Hoàn và Mấn. Nào, ba bạn lôi chim lên bàn để xem nào. Rồi ôi, cất ngay đi, nghe chưa? Cất chim đi. Đừng có để nó bay đi lung tung. Chịu thật đấy. Không thể hiểu cái lớp này kiểu gì.